잘하고 있어. 민아 조금만 침착하게 잘하고 있어. 잘하고 상대 완투 수라는 거 잘 맞고 인필드에서 밸런스만 잘 유지해줘. 네, 네. 잘하고 있어. 오케이? 야, 45분 좀 집중하자. 몰랑 풀었다. 오케이? 야, 네. 오케이? 네. 오케이? 뭐? 아이 바꾸자! 앞으로 저 그냥 나는 감독이 아니라 패널로서 플레이오프 열심히 응원하겠다. 항상 여러분들 보고 싶다. 보고 싶은 것이다. 같이 잘 맞추던 모습이 항상 떠오를 것이다. 내만 통해한 여러분들 모든 좋은 추억도 있을 것이다. 이런 최선을 다했다. 준수했지만 우리가 노력한 것만큼만 없는 것이다. 오늘 대화는 날 부족하고 여러분 최선을 다했다. Thank you, everyone!지난 1월 16일 태국에서 열린 AFF 결승 2차전에서 베트남은 태국에게 아쉽게 1대0으로 패배, 준우승을 기록했습니다. 하지만 경기 결과와 상관없이 대표팀을 5년간 이끌어온 박항서 감독에 대한 감사의 마음을 담은 글들이 SNS에 쏟아지고 있고 언론들도 박항서 감독에 대한 분석 기사들을 발표하고 있습니다. 지난 13일 하노이에서 열린 AFF 결승 1차전에서는 실제 박항서 감독의 마지막 홈 경기를 관람하러 온 4만 관중들이 경기 직후 박항서 감독에게 감사의 인사를 전하기도 했는데요. 베트남 현지 매체에 따르면 경기장을 가득 메운 팬들은 박항서 감독을 향해 박수를 보내고 박항서 감독이 그려진 현수막과 함께 감사합니다, 믿을 수 있는 코치 박항서 등의 피켓을 들고 있는 모습이 포착되기도 했습니다. 언론들은 박항서 감독이 지난 5년 동안 베트남 대표팀을 성공적으로 이끌었다면서 박항서 감독의 지도 덕분에 베트남 대표팀은 새로운 장을 열었고 모든 국민들로부터 감사의 인사를 받을 자격이 있다고 전했습니다. 오늘은 베트남 신문에서 박항서 감독의 업적에 대한 논평을 다룬 기사를 알아보도록 하겠습니다. 기자는 2차 결승전 결과와 상관없이 박항서 감독에 대한 감사를 표현하고자 1차전 직후 기사를 작성했다고 서두에 밝히고 있는데요. 관련된 내용을 알아보도록 하겠습니다. 베트남 방송에선 어떤 소식을 전달했을까요? 베트남 소식, 베트남 뉴스. huấn luyện viên Dabi, di sản của Park Hang-seo là tình đồng đội. Theo cựu huấn luyện viên người Anh Steve Dabi, di sản lớn nhất của Park Hang-seo để lại cho đội tuyển Việt Nam là lối chơi kỷ luật, tổ chức và tinh thần đồng đội. Tôi viết bài này trước thềm trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 bởi tôi không muốn kết quả của một trận đấu ảnh hưởng tới di sản của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông ấy đã hoàn thành xuất sắc công việc không chỉ bởi chuỗi trận thắng và các danh hiệu đạt được. Cách Park làm được điều đó và cách ông ấy thay đổi bóng đá Việt Nam cũng ấn tượng không kém. Điều đầu tiên là Park đã vượt qua rào cản chính trị khi dẫn dắt đội bóng ở Việt Nam. Nhiệm vụ này không dễ dàng với một người ngoại quốc tại đây. Ông ấy hiểu được văn hóa của đất nước này, chẳng hạn như tầm quan trọng của Tết và gia đình với một cầu thủ. Park cũng phải đối mặt với nhiều vấn nạn trong lòng bóng đá Việt Nam. Quan trọng hơn, Park Hang-seo đã tồn tại trước hai rào cản lớn với một huấn luyện viên ngoại. Đầu tiên là sự tiêu cực của truyền thông. Bất kể kết quả trận đấu ra sao, sẽ có một phóng viên hỏi: làm thế nào để Việt Nam chơi tốt hơn? Ai mắc sai lầm? Tại sao chúng ta không ghi nhiều bàn hơn? Những người này không bao giờ thỏa mãn và thường bắt đầu với câu hỏi bằng cụm từ. Có người cho rằng, những người đó là ai thì họ không bao giờ nói. Cũng vì thế, sự tiêu cực trong truyền thông tác động tới quan điểm của người hâm mộ. Nếu đọc những gì người hâm mộ viết trên mạng xã hội, chúng ta sẽ thấy công việc này khó khăn thế nào. Có những người hoặc là không bao giờ hạnh phúc, hoặc chẳng hiểu gì về bóng đá. Khó khăn lớn thứ hai với huấn luyện viên ngoại ở Việt Nam là sự can thiệp từ cơ quan quản lý. Tôi biết điều này dựa trên kinh nghiệm cá nhân làm việc ở đây. Từng có một giám đốc kỹ thuật ở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF chỉ trích chiến thuật của tôi trên truyền thông, dù đội tuyển nữ do tôi dẫn dắt lúc đó chưa thua trận nào. Thậm chí một trưởng đoàn đội tuyển nữ đã thay đổi danh sách cầu thủ của tôi trong phòng thay đồ ngay trước trận tranh HC vàng SEA Games. May mắn là tôi được chủ tịch VFF vì đó Nguyễn Trọng Hiệu ủng hộ.
Đó là lý do nhiều cầu thủ thích làm việc với huấn luyện viên ngoại hơn, vì huấn luyện viên nội phải chịu quá nhiều áp lực. Nói đơn giản, một huấn luyện viên ngoại sẽ có thể bỏ việc và cắt đứt quan hệ với liên đoàn. Tôi nghĩ VFF đã trưởng thành hơn đáng kể và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Họ để đội bóng cho huấn luyện viên toàn quyết quyết định. Như tôi đã nói, hãy quên danh hiệu và những chiến thắng đi. Những gì Park làm được là biến Việt Nam thành một tập thể có tinh thần đồng đội. Trước đây, đội tuyển thường xoay quanh những cầu thủ ngôi sao như Nguyễn Hồng Sơn, Lê Huỳnh Đức hay Lê Công Vinh. Nhưng giờ, họ là một tập thể đúng nghĩa. Đội vẫn có những cầu thủ chất lượng như Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Hùng Dũng. Nhưng họ làm việc vì tập thể và không phụ thuộc vào các ngôi sao. Việt Nam có một phong cách chơi bóng được xác định dựa trên sức mạnh phòng ngự và phản công nhanh. Phương pháp này đem lại thành công ở cấp độ khu vực cũng như cải thiện đáng kể kết quả ở châu Á. Park đã nhận ra rằng nếu Việt Nam chơi tấn công ngây thơ, họ sẽ thua thảm trước những gã khổng lồ châu lục như Nhật Bản hay Saudi Arabia. Việt Nam đã rút ngắn khoảng cách với những đội bóng lớn và được tôn trọng ở làng bóng đá quốc tế. Nếu chơi tấn công mạo hiểm hơn, đội sẽ chịu nhiều rủi ro thua đậm. Khi đó, ai sẽ chịu trách nhiệm? Truyền thông sẽ tạo áp lực sa thải huấn luyện viên, còn liên đoàn cũng sẽ bối rối và thay tướng. Nếu chơi tấn công, đội cần những tiền vệ sáng tạo. Liệu Nguyễn Quang Hải có đủ khả năng đảm nhiệm vai trò chơi tự do? Và Việt Nam đang có bao nhiêu tiền đạo? Bởi Philip đang chỉ dùng những tiền đạo châu Phi không giỏi hơn nội binh, chỉ to hơn mà thôi. Không có đội nào thắng mãi, và Việt Nam đã đạt được những thành tựu tuyệt vời nhờ vào lối chơi kỷ luật và có tổ chức dưới thời Park. Tôi không còn thấy cầu thủ Việt Nam tham gia những cuộc ẩu đả trên sân. Họ cũng giảm số pha phạm lỗi. Điều này quan trọng trong bóng đá đỉnh cao, vì đội bóng không thể bị phạt nhiều thẻ đỏ và thẻ vàng hay chịu những quả phạt hàng rào nguy hiểm. Tôi chưa từng gặp huấn luyện viên Park nên không biết ông ấy ra sao. Nhưng quan sát từ bên ngoài, có cảm giác ông ấy được những người quan trọng nhất tôn trọng và ủng hộ, đó là các cầu thủ. Có vẻ cầu thủ chơi bóng vì Park nên đội tuyển đã có nỗ lực tuyệt vời. Tôi cũng chưa bao giờ nghe cầu thủ nào chỉ trích Park và điều đó rất quan trọng với một huấn luyện viên. Tôi không biết kế hoạch tiếp theo của Park là gì, nhưng tôi sẽ quan tâm tới người kế nhiệm cậu ấy. Đáng lẽ VFF nên chuẩn bị sẵn một trợ lý người Việt Nam thay thế. Nhưng như tôi đã nói, huấn luyện viên nội sẽ gặp khó khăn hơn vì họ có thể đọc và hiểu bình luận của dư luận. Tôi nghĩ có một huấn luyện viên xuất sắc đang làm việc ở Việt Nam, vừa có kinh nghiệm quốc tế, vừa hiểu văn hóa nước này. Giờ đây Việt Nam phải nghĩ đến những mục tiêu quan trọng tiếp theo, Asian Cup và vòng loại World Cup 2026. Việt Nam và Thái Lan cần coi AFF Cup là bước đệm để vươn tới những mục tiêu lớn hơn.